quân tâm nó bị xáo trộn, không đánh được nữa. Bây giờ nhắc tới Hàng Vũ là như nhắc tới con cha tới mẹ luôn, mình sợ lắm. Phải trong trận đánh đó đó, thằng Dương Tiễn mới giết chết thằng Hạng Yên, ô lộn, mới giết chết mà quýnh ăn thằng Yên. Thằng Yên buồn quá, tự tử, từ đó nước sở mất cho nước Tần, đúng không? Chứ có phải là nước Tần là tiêu diệt nước sở không? Mà Hạng Yên là bị chết bởi Dương Tiễn không? Thì ngày hôm nay hai thằng cháu gặp nhau trên chiến trường, thu cũ nợ mới tính luôn một lần, trận hay cho đó em. Đó vậy thì á, ủa mà nước Triệu bị dây hãm tại mẹ mà chứ. Võ luyện văn ôn học binh thư, nếm mật nằm gai đợi báo thù. Thảm sát Trường Bình thù Triệu Quát, xích bích ngàn năm thần Tôn Lưu, Bạch Khởi Trương Nghi bình Yến Khuất, Tây Thi Phạm Lãi định Xuân Thu, Trị Quốc Tề Gia Trang Nam Tử, xa trường giết địch sử mãi lưu. Xuân Thu Luận Kiếm, Di Nguyễn, thiên hạ đệ nhất chém gió sử Tàu. À, chào mừng các bạn đến với chương trình Chém Gió Sử Tàu của sếp Di Nguyễn. Đáng lẽ là hôm nay không có làm clip đâu, nhưng mà có một cái chuyện quan trọng. Có rất là nhiều người trẻ trâu hỏi anh Di Nguyễn: anh ơi, cảm thấy trong các vị chư tướng của Trung Quốc, thằng nào men nhất anh? Cái đó là cái câu mà mấy thằng trẻ trâu đó, nó hỏi liên tục, nó hỏi tối ngày sáng đêm luôn. Ở trong mắt của nó chỉ có Lữ Bố thôi, với Triệu Dân thôi. Mấy thằng khứa đó bảo đảm chơi game chắc luôn. Yes, đúng không em? Nó tối ngày nó vô đó, Triệu Bố với Lữ Dân ai hơn ai, thằng nào quýnh hơn thằng nào. Xin lỗi mấy em nha, Lữ Bố với Triệu Dân là tuổi, Lữ Bố với Triệu Dân á là Triệu Tử Long á là tuổi tí, biết ai dữ chứ không? Đó, trong mắt anh Duy Nguyễn á, chỉ có Tây Sở Bá Dương hạng võ là dữ nhất thôi, ngoài ra không còn tướng nào dữ bằng hết á. Tại sao nói vậy? Nói là có sách, mách là có chân. Đó, ngày hôm nay á, anh sẽ kể cho tụi em nghe một trận đánh để đời mà chấn động, chấn động lịch sử cổ kim của nhân loại luôn. Wow, không phải là trận Xích Bích, đúng không? Cũng không phải là trận Di Lăng, cũng không phải là trận Quan Độ, mấy trận đó bình thường, không có gì hay hết. Nó mà anh sẽ nói trận này, mà trước khi nói trận này anh liệt kê những trận kia tại sao không hay, đúng không? Những trận kia mày, trận Di Lăng á, thằng Lũ Bị á nó quýnh dở quá, nó thua thằng nào? Thua thằng Lục Thốn, bị đốt cháy thành heo quay, bỏ chạy chết ở Bà Đỡ Thành, đúng không? Rồi cái trận mà Xích Bích á, thì một ngàn tên tướng của Tào Tháo cộng với 1 triệu quân Tào Tháo, đúng không, bị chết ngắt ở sông Trường Giang, đúng không? Trận đó là nói chung là quýnh rất là lâu, mà từ thằng tướng tới thằng soái nó bình thường thôi à, toàn là kế của Gia Cát Lượng, kế Chu Du này nọ, liên hoàn kế các kiểu nó mới ra được trận đánh đó. Nó rồi cái trận Quan Độ cũng vậy nữa, trận Quan Độ là Viên Thiệu quýnh dở quá thua Tào Tháo, đúng không? 70 vạn quân của Viên Thiệu bị 70 vạn quân Tào Tháo úp sọt. Nhưng mà cái trận đó đó nó cũng vẫn không hay bằng cái trận anh nói ngày hôm nay. Cái trận ngày hôm nay là cái trận Cự Lộc đó, cái trận Cự Lộc là cái trận mà của Hạng Võ đánh nhà Tần, đánh rất là hay mấy em. Lần đầu tiên á, đúng không, mà trong cái bối cảnh lúc bây giờ là năm 1000 hồi đó trước công nguyên, thấy ghê chưa, mà có một danh tướng mãnh tướng, hổ tướng, chiến tướng, chiến thần Hạng Võ vừa bài mưu mà vừa đánh trận luôn. Cái mưu đó chỉ thành công cho Hạng Võ thôi, bảo đảm cái mưu đó qua Hàn Tín quýnh không được. Nói vậy đó mấy em, mặc dù Hàn Tín là cái người mà sau này gián tiếp gây ra cái chết cho Hạng Võ, nhưng mà Hàn Tín là tủ tí trong cái trận đó luôn. Đội Hàn Tín nó ngồi lúc đó là lính của Hạng Võ, lính của Bắc thôi, đi theo Chung Ly Mội, đội ngồi ngó thôi. Lúc đó đó Hạng Võ đó có pháo, có vị một vị quân sư tài ba, chứ là á phụ với mi cha nuôi là Phạm Tăng. Phạm Tăng, đúng không? Mà Phạm Tăng cũng không có bài kế cho Hạng Vũ cái trận đó, mà Hạng Vũ cái trận đó tự nghĩ ra cái kế đó. Anh sẽ nói chi tiết về Hạng Vũ, nguồn gốc xuất xứ và cha chú là ai nha. Clip sau, clip này chỉ nói về trận Cự Lộc thôi. Yes. Vậy thì cái nguồn gốc của trận Cự Lộc ở đâu mà ra? Đó là sau khi mà gọi là Chương Hàm
chương hàm của nhà Tần đó đánh thắng được chú của Hạng Vũ là Hạng Lương đó. Xong rồi thừa thế xông lên dẹp chương hầu. Tại lúc đó là chương hầu là gồm có mấy nước hồi xưa đó, cái gì Sở nè, rồi Ngụy nè, rồi Triệu nè, rồi Hàn nè, rồi Yên nè, tụi mấy đứa đó. Nó nổi loạn lên thì nhà Tần phải đi dẹp hết. Tại ngày trước nhà Tần đã dẹp mấy cái nước này một lần rồi, thống nhất Trung Hoa. Nhưng mà sau cái Tần Thủy Hoàng đai đó thì cái nội chính của triều Trần nó bị suy giảm đi, mấy này nó thừa nước đục, nó nổi loạn thì nhà Tần nó phải dẹp thêm lần nữa, hiểu chưa? Thì bây giờ nhà Tần nó đang xua quân, nó dẹp hết từng cái chư hầu. Mà trong những chư hầu đó có một chư hầu tên là nước Triệu. Nước Triệu là gì? Nước Triệu là một cái đất nước nhỏ bé nằm ở phía bắc của Trung Quốc, đã từng bị chôn sống 40 vạn quân ở trận Trường Bình lịch sử. Trường Bình lịch sử trong câu thơ của anh có đó mấy em, Bạch Khởi Trương Nghi gì đó, Thù Triệu Quát gì đó, chưa chưa đó. Thì cái nước Triệu ngày hôm nay nó một lần nữa nó bị nước Tần vây hãm, bị 40 vạn quân Tần vây hãm bởi hai danh tướng. Một danh tướng là Chương Hàm, danh tướng thứ hai là Dương Ly. Biết Dương Ly là ai không? Dương Ly là cháu Dương Tiễn. Mà Dương Tiễn là ai biết không? Dương Tiễn á là người giết chết Hạng Yên. Mà Hạng Yên là ai biết không? Là đại tướng của nước Sở. Mà không những đại tướng nước Sở mà là ông của thằng Hạng Vũ bây giờ. Đó. Thì giữa thằng Dương Ly với thằng Vũ là vừa là gia thù mà vừa quốc hận, đúng không? Tại trong trận đánh đó, thằng Dương Tiễn nó giết chết thằng Hạng Yên. Ủa lộn, mới giết chết mà quýnh ăn Hạng Yên. Hạng Yên buồn quá tự tử. Từ đó nước Sở mất cho nước Tần, đúng không? Chứ có phải là nước Tần là tiêu diệt nước Sở không? Mà Hạng Yên là bị chết bởi Dương Tiễn không? Thì ngày hôm nay hai thằng cháu gặp nhau trên chiến trường, thù cũ nợ mới tính luôn một lần. Yes. Trận hay vậy cho đó đó mấy em. Đó, vậy thì á, ủa mà nước Triệu bị dây hãm kệ mẹ mà chứ. Tự nhiên sao Hạng Vũ nó phải nhoi? Tại vì Hạng Vũ là gì? Hạng Vũ là một người cũng gọi là chính nhân quân tử, một người mà sống rất là hào hiệp trượng nghĩa, cái kiểu mà giang hồ đẹp đó mấy em. Hạng Vũ gì đó. Bây giờ bạn á mà bị đập là tao cứu. Hạng Vũ nó chơi vậy nó men lắm, bởi em thích cái tính Hạng Vũ ở chỗ đó. Nó là thôi ta cùng liên minh để kháng Tần. Mà bây giờ có con chư hầu là Triệu nó bị dây hãm như vậy đó, thì không cứu nó là không được. Đó. Không cứu nó không được nên phải cứu nó. Nên trong cái quá trình mà gọi là cứu kiếp này nọ, nói chung là trong cuộc sống hồi xưa mà mấy em, nó là gọi là nhất quan hệ nó nhì tiền tệ, hiểu không? Mà gọi là sống trên đời ngay thẳng quá đó thì bị thằng khốn nạn nó ngồi nó chèn ép. Đó, nó ngồi chèn ép thì trong cái triều Sở đó thì công lao á là tất cả mọi công lao là đều của Hạng Lương và Hạng Vũ hết. Nhưng mà nó lòi ra thằng Sở Dương. Ủa mà thằng Sở Dương là thằng xàm đế mà mất kể sao. Mà trong thằng Sở Dương nó đi trọng dụng thằng Tống Nghĩa là thằng xàm thứ hai. Mà tự nhiên thằng Tống Nghĩa bây giờ được làm sếp, thằng Hạng Vũ làm phó, đúng không? Mà bây giờ đem quân đi cứu quân Triệu á, thì thằng Tống Nghĩa nó méo cứu, nó ngồi chỗ nó đóng quân 46 ngày luôn em. Nó ngồi chỗ đóng quân 46 ngày nó méo bắt tiếng, nó không dám bắt tiếng em. Đó. Xong rồi Hạng Vũ tính tới tính lui tính xuôi tới ngược bực quá vô mượn thằng Tống Nghĩa một món đồ. Cái thằng Tống Nghĩa nói thôi tao không cho mượn được, đủ cái này có một cái thôi à. Bây giờ mày mượn binh phù của tao sao tao đều binh được. Cái nó không binh phù tao méo cờ cái đầu mày thôi. Nói xong rút kiếm chém chết nhẹ mẹ Tống Nghĩa luôn. Đó. Nó cầm đầu Tống Nghĩa, cầm đầu chó rồi đó, quăng rồi dành cái bụp. Từ lúc đó là ba quân là nghe lời nó luôn. Xong rồi nó mới vượt xong. Nghe lời nó vượt xong phía bắc. Xong phía bắc là xong gì? Xong gì? Xong gì? Hoàng Hà vượt xong phía bắc đánh cái trận đó. Mà bây giờ nói về tương quan lực lượng, quân bên Hạng Vũ là 7 vạn, quân bên Chương Hàm với Dương Ly là 40 vạn, đúng chưa? Đó là tương quan lực lượng. Nhưng mà theo những số nguồn sử sách đó mấy em, 7 vạn là nó bơm thôi ba ơi, có 3 vạn à. Có 3 vạn à, 7 vạn nó nổ lên thôi, 3 vạn. Mà giờ thôi kệ mẹ nó, giữa cái nổ với cái không nổ, 7 cộng 3 là nhiêu, 7 cộng 3, 10 chia 2 là 5 vạn đi nha. Được chưa? Số liệu chỉ là số liệu, 5 vạn, ok. Thì vượt xong đó, sau khi vượt xong á là thằng Hạng Vũ á nó có một cái kế rất hay mà cả Phạm Tăng đâu cũng không biết luôn, tất cả mọi người đều không biết. Mới tự nhiên sau này giờ đó nó gọi là nó hay dữ trời. Thường thường á thằng Hạng Vũ nó chỉ bọc trực thôi chứ nó ngu, mà sao tự nhiên lần này nó nghĩ ra một kế rất là tuyệt vời không ai hiểu hết trơn á. Đó thì 2000 năm sau lịch sử người ta mới khám phá ra mấy em,
người ta mới khám phá ra, người ta gọi là người ta sử dụng những cái tư liệu ngày xưa, những cái nguồn rất là khách quan, người ta tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao Hạng Vũ mà nó gọi là nó thông minh mà nó xài kế vậy, em hiểu không? Kết quả phai đau là nó uống này nè mấy em. Đó. Aminolin. What the hell? Quá bao tỉnh táo luôn. Nó phát minh được cái kế đó. Và giờ giới khoa học, giới sử gia người ta mới hiểu rằng á đù, má thì ra mày xài aminolin bao nhiêu nguyễn hả? Đó. Thấy ghê chưa? Rồi kể tiếp. Sau khi dược xong, ông làm một cái chuyện động trời luôn, mà sử sách lần đầu tiên ghi. Biết cái chuyện gì không? Biết cái chuyện gì không? Kêu là toàn binh sĩ á, là phải đập hết nồi cơm. Đập hết. Không có nấu ăn cái con gì hết trơn hết á. Xong rồi đâm lũng thuyền luôn. Đâm lũng thuyền, khi vượt sông Trường Giang là đâm lũng thuyền bỏ hết. Tức là gì? Người ra đi đầu không quảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Đó. Tức là bây giờ đi là chỉ có đường tiến ra phía trước thôi. Bây giờ chốt qua sông là không lùi là vậy đó mấy em. Lấy từ cái tích của Hạng Vũ đó nha. Con chốt qua sông là không được lùi. Ông chỉ được đi tiến hoặc đi ngang thôi, không được lùi về. Đó. Là nó nói về cái hình ảnh đó, là từ đó là lịch sử Trung Hoa mở ra một trang sử mới. Một trang sử của Tây Sở Bá Dương. Đó. Cái đó rất là hay. Mấy em phải nghiên cứu cái đó. Mà tại sao Hạng Vũ phải làm như vậy? Hạng Vũ làm vậy tại biết Hạng Vũ biết là bây giờ mình đang yếu. Yes. Mà thằng địch ở Cự Lộc nó mạnh quá. Đúng không? Nó tới 40 vạn quân mà mình có 5 vạn thôi. Thì bây giờ mình phải là gọi là 1 mà đánh 10. Mà muốn 1 đánh 10 vậy đó là phải tìm sự sống trong cái chết. Tìm sự sống trong cái chết mấy em. Tức là bây giờ phải đường cùng rồi. Phải quýnh đụ te khói luôn. Để giữ cái mạng mình, không là nó giết mình. Cái đó là một cái rất là hay trong binh pháp. Rất là hay trong binh pháp. Nha. Bởi vậy đánh giá cao cái Hạng Vũ nhất là ở khả năng những cái trận đánh như vậy. Bởi vậy mới là Hạng Vũ là chiến tướng. Còn Triệu Tứ Long mày có nghĩ được cái kế nào không? Ông cái thằng lữ bố của mày ở ngoài chịch gái đâu có nghĩ được cái kế nào không? Làm sao mà so được, đúng không? Còn Hạng Vũ hả? Nói kể tiếp cho nghe. Rồi xong rồi á, phát quân lương cho mỗi lính là 3 ngày quân lương. Ý nó là sao? Đánh trận này 3 ngày thôi. What? Không được qua ngày thứ tư, 3 ngày deadline. Mày không ăn nó, mày đổi mày cũng chết. Mà trong lúc lựa quân lương đó, đúng không? Một thằng lấy cá, một thằng lấy rau, một thằng lấy thịt. Nhưng mà Hạng Vũ nó không. Tụi bay không được lựa như vậy, đúng không? Tụi bay không được lựa những cái đồ này. Tụi bay phải lựa cái này nè. Đó, cái này là thức ăn hoàn chỉnh, đúng không? Cái này đó, đánh trận nó mới hợp lý. Chứ còn bây giờ mày lựa, mày ví dụ như mày lựa cái loại mày lựa cái này đi, mày uống vô rồi mày buồn ngủ rồi sao mà đánh được. Còn cái mày lựa cái này đi, mày uống vô mày tỉnh quá rồi mày sung quá rồi mày quýnh hoài rồi đâu có được. Quýnh là phải có nó phải năng lượng, nó phải đủ dài, dinh dưỡng nó phải đủ cao và hoàn chỉnh. Nên nó Hạng Vũ lúc đó là bắt quân sĩ phải lựa này, một thằng ba hũ, một hũ uống một ngày. Đó là câu chuyện quân lương nha mấy em. Rồi tiếp tục. Rồi nói về kế, Chương Hàm không phải là dở đâu giống em. Chương Hàm bên tầng mà nó quýnh chết Hạng Lương luôn mà. Hạng Lương thuộc dạng cũng là cao thủ binh pháp này nọ kia, bị Chương Hàm quýnh nụ đeo dòng thánh luôn. Mốt anh kể trận đó sau. Rồi khi mà qua tới Cự Lộc á, mà trước khi qua sông á, thì thằng Hạng Vũ nó đã cử thằng anh bố, đúng không? Cử thằng anh bố đi vượt sông trước rồi, đi khuấy nhiễu quân Chương Hàm. Nói chung cứ quýnh chạy vậy đó. Mà quân Chương Hàm nó khôn lắm, nó không dám rượt. Nó rượt sợ chết. Nó rượt nó sợ đâu, Hạng Vũ úp sọt nó núp trong rừng đâu đó phục kích nó. Nên nó không rượt. Đó. Xong rồi một ngày đẹp trời. Cái thằng anh bố nó cũng tới nó quýnh nữa. Xong rồi cái thằng lúc đó là tướng của Chương Hàm gồm có Đổng Ế, gồm có Tư Mã Hân. Mấy tao nhớ tên ghê chưa? Đó. Hai thằng này đứng ở ngoài canh. Nói anh bố hả? Ôi mày tới mày quýnh từ từ thôi, vì ngày nào mày cũng quýnh đến chán rồi. Nhưng mà không mấy em. Lần này là Hạng Vũ đích thân cầm quân, đúng không? Cởi ngựa ô chi, cởi đôi ngựa Hạng Vũ, ngựa ô chi, tay cầm phương thiên quả kích, đúng không? Tiến phía trước cời cời, dáng vóc anh hùng như một vị thánh. Đó. Xong rồi lúc đó là bên phe của Chương Hàm mới là bật ngựa ra. Ôi thôi chết mẹ rồi, thằng này không phải anh bố. Thằng này thằng Hạng Vũ. Thằng mẹ rồi, vô kêu xếp chi viện binh. Nhưng mà trải mẹ rồi, trời đất ơi, cung bắn nó hả? Nó đỡ sập hết. Bắn trúng nó một tên ở đây ha. Bắn trúng tên ở đây, mũi tên ghim trên người nó luôn.
Xong rồi cái thằng lúc đó là thằng Đổng ế cười hế hế, chết mẹ mày chưa, mày hạng Vũ tao bắn mày chết rồi kìa. Nhưng mà ngựa đâu dừng lại đâu, vẫn chạy tiếp phía trước. Thằng này giật mình quảng hồn, đội hình loạn luôn. Thằng hạng Vũ rất là dũng mãnh, đúng không, chém chết mấy chục tướng luôn. Nó chém chết mấy chục tướng trước làng tên mũ đạn. Rồi xong rồi tướng của hạng Vũ cũng rất là tinh nhuệ. Tướng của hạng Vũ là gồm gì? Long Thương, Anh Bố, Quý Bố, đúng không? Rồi Trung Ly Mụi, rồi Ngu Tử Kỳ. Tướng dữ không? Tướng Lưu Bang của tí. Không có Lưu Bang toàn mấy trộm chó trộm trâu không? Quýnh cái trận đó là tưng bừng khói lửa luôn. Xong rồi Trương Hàm bay ra cứu mấy em. Trương Hàm bay ra cứu, đấu với hạng Vũ mới được 3 hiệp mới chém bay cái nón luôn. Còn chém bay cái nón hồi xưa giống như chém bay cái đầu rồi chứ còn gì nữa. Xong rồi thấy không ổn, Trương Hàm bỏ chạy tán lạng luôn. Bỏ chạy tán lạng luôn, xong rồi cái hạng Vũ điều binh rút, dí theo nó. Dí theo nó mới hay nè. Bây giờ cái hay của cái trận này là gì? Cái sự dũng mãnh của hạng Vũ là trên cả mọi sự dũng mãnh. Đúng không? Trên cả mọi sự dũng mãnh. Cái trận Trường Bình á, làng Bạch Khởi nó chỉ huy nhưng mà nó không đánh. Đó, còn mà trận này là hạng Vũ nó vừa chỉ huy, nó vừa làm kế mà nó vừa tiên phong, nó vừa đánh nữa. Thì anh hỏi tụi em, trong lịch sử cổ kim của Trung Hoa có nhân vật nào qua nhân vật này? Đúng chưa? Nó đánh được Trương Hàm chạy như cờ hó. Ủa, chạy như cờ hó dẫn theo trong người là nhiều. Khoảng 20 mấy vạn quân chạy như cờ hó. Ủa, chạy xong rồi hạng Vũ nó được tới nửa chừng thôi. Nó quay về nó méo được nữa. Mà thằng kia cũng chạy xa lắc rồi sợ chết bà rồi. Lo là gì? Quân tâm nó bị xáo trộn, không đánh được nữa. Bây giờ nhắc tới hạng Vũ là như nhắc tới con cha tới mẹ luôn, mà sợ lắm. Xong cái thằng Dương Ly á, nó ngồi ở kế bên, nó gần đó. Hai thằng hai cánh quân, một cánh quân Trương Hàm, một nuôi Dương Ly, thấy không? Trương Hàm đây, Dương Ly nằm đây. Rồi đầu tiên hạng Vũ nó đứng đây nè, nó qua nó sọc thằng này chạy chạy qua đây, đúng không? Chạy bộp chạy qua đây trốn. Xong cái thằng Dương Ly nó ngồi để thấy chứ. Nó ngồi để thấy, nó thấy rồi giờ có qua cứu không? Anh em không phải cứu chứ, rồi này tính bay qua cứu. Mà lúc đó con Chư Hầu là mấy cái nước hồi nãy nói đó. Con Chư Hầu đứng đây nè. Thằng Vũ nói rồi, thằng Vũ kêu nó, mày thằng này nhúc nhích mày nhé lên cái, mày nhá thôi. Chứ thằng này mà dám đánh con mẹ gì, thằng nhỏ xíu tao đánh chuột đi. Đó, thằng Chư Hầu nằm ở đây. Đúng không? Nếu mà mày thấy thằng Vũ nó dặn rồi, nếu mà mày thấy thằng này nhúc nhích là mày nhú thôi. Nhú ở đây thôi. Là thằng này nó sợ lắm dám đi. Tại vì nếu mà thằng này chạy ở đây thì mày nó bụp đây thì mày thua, hiểu không? Nên này đứng đây nó giữ thằng này. Xong rồi khi mà đứng đây nó giữ thằng này cũng méo dám nhúc nhích luôn. Cái thằng này nó cười hô. Nhưng biết sao không? Thằng này nó thằng Hạng Vũ nè. Kiếm nào đẹp ta? Không lẽ anh lấy iPhone ta? Cũng nào mới. À đây, Hạng Vũ là fan này với em. Nó Hạng Vũ đang rượt thằng này chạy tới đây. Xong không được nữa, cái quay ở đây rượt quay đây ụp thằng này. Ụp thằng này. Quýnh thằng này chết ngắt luôn. Trận này là chết thằng này. Hai thằng này có một dịp đứng lại nói chuyện với nhau. Ông nội mày với ông nội mày quất ông nội tao xưa, giờ tao trả thù này nọ kia. Rồi xong thằng kia nói thôi giờ tao thua tao chịu. Nhưng mà tao mà đập trận cái đã. Đập chừng 2-3 hiệp thằng này thua. Thằng này thua xong này bỏ chạy. Bỏ chạy tán lạng luôn. Nó bỏ chạy tán lạng luôn, nó đang chạy ra đây chứ. Nó chạy ra đây thì giờ có hai hướng. Một là nó qua đây nó hợp quân với thằng bên này, đúng không? Còn á, lúc đó đó ở hậu phương của hạng Vũ có cái này. Ở hậu phương hạng Vũ có cái này. Cái này là ai? Con Ngu Kê với ông Phạm Lãi. Ôi lộn, xin lỗi, Phạm Tăng. Quân sư mà đâu biết đánh đâu. Con Phạm Tăng, đúng không? Con Phạm Tăng với Ngu Cơ là vợ của hạng Vũ đó. Lúc này là vợ rồi. Lúc này là Phọc rồi nha. Đó là vợ rồi. Đứng đây. Đó, nhưng mà anh xin kể cho tụi em nghe về hình tượng của hai người này trước khi mình kể tiếp diễn biến trận đánh. Đó là lần đầu tiên từ khi mà xuống núi đó, Phạm Tăng rơi nước mắt cảm động đó. Phạm Tăng rơi nước mắt cảm động. Cảm động vì thằng hạng Vũ trận này quánh quá hay, đúng không? Quân Sở đã làm được cái điều thần kỳ rồi. Thắng trận này là quân Sở sẽ gọi là phục Sở, diệt Tần thành công. Phạm Tăng rơi nước mắt luôn em. Phạm Tăng xuống núi á chỉ để phục Sở thôi. Phục Sở đi theo Hạng Lương, mà Hạng Lương chết thì Phạm Tăng chỉ có buồn thôi. Chứ chưa bao giờ Phạm Tăng mà một vị quân sư mà lão rồi luyện, đúng không? Đầu bạc rồi buồn, không phải buồn mà là mừng, mừng rơi nước mắt luôn. Thấy hạng Vũ quýnh quá hay, đúng không? Tất cả mưu kế đều thất bại nếu mà không có một chiến tướng như là hạng Vũ. Cho dù bày binh bố trận mà hay cỡ nào thì hay, nhưng mà không có một vị tương phong
như Hạng Vũ không có tinh thần sĩ khí của sĩ tốt dân cao thì không bao giờ quýnh đường này chạy. Quýnh đường này chạy, ủa thằng này có 5 vạn quân, thằng này hai này cộng lại tới 40 vạn rồi, đúng không? Mà trong khi đó đó là địa bàn là của hai này nó ở lâu rồi, thằng Hạng Vũ từ ở chỗ khác lại phập, mà nó đánh được trận đó đó, một trận đánh nó quá hay đi, nó đánh làm cho Phạm Tăng mà cười rơi nước mắt luôn, rồi làm cho con nhỏ ngu cơ cảm thấy sói ca của đời mình nó quá giỏi, đúng không? Quá giỏi, một vị quân vương, một vị mãnh tướng, một vị đấng, một vị phu quân, nó quá giỏi. Nó hai người này xúc động bệnh rịn, đúng không? Tâm trí lúc nào cũng lo dân cao hết. Thôi bây giờ hạng đại ca yếu quá, hạng đại ca không phải yếu mà ít quân quá, mà quýnh cái trận này cũng mấy ngày rồi, 2 ngày rưỡi rồi, mà thức ăn có 3 ngày à, còn có nửa ngày đói hay sao? Thôi tại để thiếp lại thiếp pha cho chàng Tru Phích uống à. Xong rồi Ngô Tử Kỳ là anh của Ngô Cơ đứng kế bên mới nói rằng thôi muội ở đây đi, muội bảo vệ Phạm Tăng đi, để cho anh tới anh phụ Hạng Vũ, Hạng đại ca đánh trận. Nhưng mà Phạm Tăng nói không, bây giờ ở trong nhà tụi bay á là quan hệ á là anh rể với em rồi, anh rể đúng không? Thằng Ngô Tử Kỳ là anh rể của Hạng Vũ, Ngô Cơ là vợ Hạng Vũ, rồi Phạm Tăng á là cha nuôi của Hạng Vũ, đó là quan hệ gia đình. Nhưng mà bây giờ ra ngoài tiền tuyến á là phải quan hệ là chủ tớ. Thì bây giờ là chủ là Hạng Vũ, nó đã ra lệnh rồi thì tụi bay phải chấp hành, là thằng Ngô Tử Kỳ nó phải nằm ở đây đó để nó bảo vệ con Ngô Cơ và ông Phạm Tăng, nó không được đi. Nhưng mà thằng đĩa đàn này nè, thằng này nó giỏi ba, thằng này không phải dở đâu, này cháu của thằng cháu Dương Tiễn nó cũng dữ lắm. Nó hai thằng này, nó thằng này á, thằng này giờ nói nè, thằng Trương Hàm á là sếp của thằng này, nhưng mà thằng này á là gốc bự hơn thằng này đó, hiểu không? Tức là thằng này nhà mặt phố cũng làm to, gốc bự thằng này, nên hai thằng này nó cũng nể nhau lắm. Hai này cũng nể nhau, không biết chức nào hơn nào nữa mấy em ơi, khổ vậy đó. Ví dụ có thể là trước quân thằng này hơn, nhưng mà trong bàn nhậu thằng này hơn, hiểu không? Thằng này nói à, má Hạng Vũ mà dám quýnh tao hả, tao có què tao cũng thiếm con vợ của mày. Nó điều quân nó chạy ra đây nó quýnh con vợ. Ồ, nó quýnh nhỏ Tử Kỳ với Ngu Tử Kỳ với Ngu Cơ, đem kiếm ra quýnh nó quýnh lại luôn. Xong rồi cái lúc này ở ngoài trận tiền nè, Hạng Vũ biết được là vợ nhà bị tập kích, nó cởi ngựa ô tri ngày đi ngàn dặm. Ngựa ô tri này lúc này là nó uống ao liếp rồi mấy em, nó chạy nhanh hơn con xích thố nữa, nó chạy về tới đây, đúng không? Nó quýnh thằng này hai gậy rớt xuống luôn, cầm phương thiên có kích mà đập thằng này hai cái, Dương Ly rớt xuống. Xong rồi trước khi rớt xuống rồi cũng chửi qua chửi lại, nói chung hai này nó quan hệ gọi là ông thằng này hồi xưa giết ông thằng này, còn bây giờ tới đời cháu thì thằng này giết lại thằng này, nên hai đứa cũng sổ qua sổ lại này nọ. Cuối cùng thằng Hạng Vũ nó ban cho nó cây kiếm, nó cầm nó tự tử rồi xong một đạo. Còn đạo này mai mốt kể tiếp, đó là cái nội dung của trận Cự Lộc. Cái trận Cự Lộc đó thì nói em tại sao nó hay. Thứ nhất á là cái diễn biến nó quá bất ngờ, nó quá thần tốc đi. Một cái đạo quân mà gọi là nó đánh được một trận vậy, thường thường trận chiến nó phải là mấy tháng cả năm trời. Yes. Còn đánh có 3 ngày một thôi, mà 5 vạn thằng quýnh với 40 vạn thằng, mà đập tơi bời khó lửa, đập một cái sự dũng mãnh kiên cường phi thường, một ngàn năm không có nào được hết. Mà trong trận đó anh nói em nghe nha, trong trận đó tất cả những thằng quân sư á, nó đều gọi là nó không thể nào nó hơn được thằng Hạng Vũ, đúng không? Nói về toàn cục á thì Hạng Vũ thua anh không bà. Nhưng mà nếu mà nói trong cái bối cảnh lúc bây giờ á, ba thằng quân sư mà biết nhất ở trong thời đó là gì? Phạm Tăng, Hàn Tín, Trương Lương, ba người đều không biết được cục diện, không biết được là thắng hay thua. Nhưng mà Hạng Vũ nó tin chắc là nó thắng, tại vì chính nó biết được năng lực của nó. Nó có thể là cái mưu cái kế thằng nào nghĩ cũng ra, nhưng mà cái năng lực đó là chỉ có Hạng Vũ mới biết được mình thôi. Yes. Cái khả năng phi thường của mình, khả năng đột kích vô địch, khả năng đánh cái trận đó chỉ có Hạng Vũ mới biết, là Hạng Vũ tin chắc là thắng. Phạm Tăng đâu dám tin đâu, Phạm Tăng nói trận này đánh là phải đánh, nhưng mà nếu mà thắng đó, thì thôi ok, còn thua là dông quốc là chắc, đúng không? Còn thằng Trương Lương á, Trương Lương nó ngồi ở giữa, Trương Lương là người nước Hàn, đúng không? Nó gặp Hàn Dương hỏi Trương Lương, ê giờ mà Trương Lương với thằng Hạng Vũ là anh em á nha ba, là bạn bè đó. Xong cái Hàn Dương hỏi Trương Lương, ê giờ Hàn quân sở nó đang đánh lộn, giờ mình có ra mình phụ không? Cái tao nói thôi phụ làm cái gì ông nội ơi, để cho quýnh chết mẹ nó đi. Má
Má Chu Lương đi cũng điểm đàn lắm chứ không phải giỡn đâu. Nó nói chung suy cho cùng á, anh đánh giá đó là anh Trương Lương chơi méo men. Thằng Trương Lương á thì nó không có bằng, nó không có đẻo vào thằng Tính thôi, nhưng mà nó chơi cũng méo men. Ông nó chơi kiểu ngon bất lợi. Nó để cho thằng Hạng Vũ quýnh ăn thì thua gì cũng kệ mẹ. Giờ tao ra cứu, thứ nhất tao không giúp được cái gì, mà thứ hai nữa là tao bị thiệt binh này, nó có không có hại cho nước tao. Đó, cái kiểu nó nghĩ như vậy. Nó nên cái trận đó là thằng Trương Lương á, nó phải ngồi lên nó ngã mũ trước thằng Tính luôn. Rồi xong thằng lúc đó là thằng Hạng Tính là lính của thằng Hạng Vũ, nó cũng ngồi im re luôn, ngồi bái phục luôn. Tại nó không góp được công sức gì trong trận này hết. Trong trận này Hạng Tính với là Phạm Tăng không góp được công sức gì cả, tất cả đều là Hạng Vũ. Đó, nên cái trận này là Hạng Vũ là tên tuổi nổi như cồn trên mạng xã hội luôn, lượt follow tăng đột biến. Lượt follow tăng đột biến luôn, đọt nút vàng trong đêm luôn em. Đó. Rồi sau cái trận này nè, là mấy thằng Khứa đứng vòng vòng nè, thằng Khứa này là một nè, mà thằng Khứa này là đại diện một thằng thôi nha. Có 7 thằng chư hầu là nó đứng vòng vòng nó méo đánh. Được rồi con trai. Được rồi con trai. Sau này á, 7 thằng chư hầu đó, lúc mà Hạng Vũ thắng rồi, thằng này chết rồi, Hạng Vũ đứng mình ra đây nè. 7 thằng chư hầu bay chạy tới chúc mừng. Thằng Hạng Vũ nó không gặp. Xong rồi 7 chư hầu kia sợ rồi nha. Đồ mà không có nào nó giết mình ta. Cái Hạng Vũ nó nói thẳng với Phạm Tăng, mấy thằng chó điên đó không xứng đáng là anh hùng Thợ Loạn. Con không gặp thằng nào hết. Con sẽ nói chuyện với tụi nó trên chiến trường. Bây giờ á, nó muốn con gặp nó đó thì nó phải đi bằng đầu gối tới đây. Đi bằng đầu gối tới đây. À, nói một câu chắc như bắp. Mấy thằng kia về suy nghĩ sợ chết mẹ đi đầu gối tới thiệt mày. Nên cái câu đó là cái câu chuyện có thật mà nó lưu danh thằng Hạng Vũ tới ngày hôm nay. Đó là sau cái trận Cường Lộc, liên minh chư hầu phải đi đầu gối tới gặp Hạng Vũ. Đó. Nên nó từ đó đó người ta rất sợ Hạng Vũ. Người ta sợ Hạng Vũ đâm ra người ta ủng hộ Lưu Bang. Đó là cái thời thế thế thời. Hiểu không? Thì tất cả những cái diễn biến nào mà anh cảm thấy cần phải chia sẻ tụi em á, thì anh sẽ cố gắng anh truyền tải cái thông điệp góc nhìn của anh. Anh không theo góc nhìn của một khốn nạn nào hết, rất mệt lắm. Ở trên mạng mà tụi em, nó phân tích nhiều thằng phân tích nghe nhớ lắm. Nó phân tích nó không khách quan. Nó phân tích dựa trên nó fan Lưu Bang. Nó dựa trên nó nói thằng Hạng Vũ là hữu dũng vô mưu. Nó hữu dũng vô mưu cái đầu mày, cái trận Cự Lộc ai giúp nó. Đúng không? Vậy cái trận Cự Lộc chó Lưu Bang vô quýnh đi. Mẹ cầm có 2 vạn quân đi liêu la liêu đinh vòng vòng lừa đảo người ta. Đúng không? Nếu mà em nói là nhất Trương Lương mà nhầy Hạng Tính, đúng không? Ta có mưu tử phòng thì ta cũng có kế của Hạng Tính. Nói hay quá mà sao hàng đó không ngon bài kế giúp đi. Đúng không? Cho dù em bài được cái kế mà thiếu người thi hành kế cũng fail thôi. Yes. Cũng fail thôi. Nên cái trận Cự Lộc là cái trận mà không có thằng quân sư nào mà có thể bài kế được. Cái trận đó là không có ai có thể làm được, mà chỉ có một mình Hạng Võ làm được thôi. Hạng Vũ á. Nên tao nói Hạng Vũ là chiến tướng. Mấy anh kia được cái gì? Đúng không? Tụi em có thể kiểm chứng những lời anh nói qua thông tin ở trên internet nổng các kiểu. Tất cả các thứ, nguồn gốc, sử sách, sử ký gì đó có hết. Còn không á, thì muốn coi phim á, thì coi phim Tân Hán Sở trên Hồng tập 17. Nó nói về cái trận này cũng khá sát thực tế đó. Nó nói cái trận này cũng khá sát thực tế. Nên anh không có đồng ý cái câu mà nói idol của anh hữu dũng vô mưu. Đúng không? Lúc mà cái trận Cự Lộc đó, thì Phạm Tăng đã hỏi Hạng Vũ rồi, bây giờ con định cử ai làm tiên phong? Đúng không? Hạng Vũ trả lời không cần suy nghĩ trong vòng một nháy. Đúng không? Muốn nhanh á thì anh Bố, mà muốn chắc thì Long Thương. Nhưng mà cái trận này sao chắc được? Cái trận phải đánh nhanh. Đánh cho đối thủ nó không kịp hoàn hồn. Đánh một shot là ăn luôn. Nên nó cử anh Bố làm tướng tiên phong. Với trướng Hạng Vũ toàn là danh tướng không, anh Bố Long Thương nào cũng giữ hết. Quá ghê. Đó, thôi chia sẻ tụi em vậy thôi đi, tắm mệt quá. Bóc tiếp nha, nhỏ nhàng trận Cự Lộc. Hạng Võ. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.